Ngày 26 tháng 4, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. 138 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Buổi giao lưu bóng chuyền thu hút các vận động viên là các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, cơ quan quân sự thành phố và Ban Chỉ huy quân sự 7 phường xã tham gia. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống cán bộ chiến sĩ, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của các đơn vị trong thời gian tới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.